Hoàn cầu trái đất diễn say rớt ghê cho chúng hơi thay muôn ngàn ngày nay. Đạo đức tất nhiên là trái ngọt nè, chẳng màng. Rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, tất nhiên là khó mà coi như là tìm được cái trái ngọt này quá cái này trong đạo. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta đó là đó, tìm nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý câu tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngọn ngành khuyên lên thứ làm lành mà tránh. Vì vậy cho nên bây giờ quý vị mình được biết bây giờ trái chua bây giờ nó hen là khắp cả các nơi, chỗ nào cũng có, nơi nào cũng có hết. Phải không? Thưa quý vị có không? Đức Thầy nói này, đạo với lý là từ đây nhiều chỗ phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ, tất nhiên bây giờ chỗ nào cũng có hết cô bác anh em dân đạo. Vì vậy cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta chuyên may hạnh ngộ gặp được giáo lý Đức Thầy là trái ngọt, gặp được giáo lý Đức Thầy là con đường giải thoát mà Đức Thầy cho chúng ta biết, đó là vô vi chánh đạo hỡi người ơi cô bác anh em dân đạo. Còn bên cạnh đó là thời tiết tốt mùa màng được trúng, tu gặp đường đạo chánh mau nên, quá mê đời diệt đạo bỏ quên tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta gặp được đạo chánh rồi là con đường đạo rồi, là đạo chánh là cái trái ngọt. Còn bây giờ hàng ngày chúng ta đó là bên cạnh bên này mời bên kia kêu đó hen, toàn là cái trái chua không quá quá cái này nhiều đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy tôn kính. Dạ kính thưa chú Tư, như con đại diện cho chị Nam Ấu là chủ gia hỏi hai câu của Đức Thầy là: trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình, mà trái chua là trái gì và trái ngọt là như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa chư quý vị, đồng đạo cho biết là thời gian nó cũng còn ngắn, chúng tôi cũng cô động khoảng cỡ chừng trên dưới 15 phút thôi ăn các tiêu đề này để bàn cùng tất cả chư quý vị, để đáp ứng lại cái tinh thần của gia đình cũng như là chị Nam Ấu là đồng đạo Lan đại diện cho gia đình nêu lên hai câu giảng của Đức Thầy là: trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình, tới đây cạn lẽ phân minh quyết đem chân lý đặng dình Phật gia. Thưa chư quý vị, hai câu giảng đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích từ trong bài Giếng Làng Mỹ Hội Đông. Bài Giếng Làng Mỹ Hội Đông này Đức Thầy viết vào ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn năm 1940 và có tất cả là 107 câu mà đồng đạo trích ra hai câu trong chúng tôi bài. Thưa chư quý vị, bây giờ đồng đạo mới nêu lên hai câu đó là: trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình, là trái nào trái chua, trái nào trái ngọt, như cô bác anh em chứ đồng đạo. Thưa chứ quý vị, ở nơi đây đồng đạo muốn như là tìm hiểu qua cái ý em. Thưa chứ quý vị, cái trái chua là những cái lậu trái ăn vào bào bỏ cơ thể con người có nhiều khi sinh ra đau bao tử. Còn trái ngọt mà khi ăn vào nó thấm, coi như là trong đó theo luận về y khoa khoa học á, là nó có chất vitamin B của bác anh em chứ đồng đạo. Tất nhiên là những lậu đó làm cho cơ thể mình có cái chất coi như là canxi hoặc giả là những chất xơ đó, theo cái y khoa là bồi bổ cho cơ thể mình rất nhiều, đó gọi là trái ngọt. Còn những cái lậu trái chua đó hen là nó hoàn toàn coi như là những cái trái làm cho con người mình coi như là ảnh hưởng đến vấn đề bao tử. Vì vậy cho nên bây giờ đồng đạo mới nêu lên hỏi các ý, bây giờ trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình. Thưa chư quý vị, thì lúc Đức Thầy khi mà Đức Thầy ra đời để có bác anh em chư đồng đạo đem cái đạo dạy cho tất cả các chúng sinh, thì bây giờ tất cả các chúng sinh thưởng thức qua cái mùi đạo diệu của Đức Thầy đó đó, thâm trầm đạo đức quá thanh thao, thâm và cái những cái câu khác Đức Thầy cho chúng ta biết những cái trái ngọt này đó là ngọt bùi lời đạo thanh thao, đời còn mê muội chừng nào mới không. Cho nên vừa ngọt mà lại vừa bùi mà lại vừa thanh thao nữa, tất nhiên đây tất nhiên là muốn nó qua giáo lý của Đức Thầy của bác anh em chừng đạo. Giáo lý Đức Thầy tất nhiên là ngọt bùi là lời đạo của Đức Thầy rất là thanh thao, không
Như vậy tất nhiên đây, tất nhiên là những cái trái của Đức Thầy giới thiệu cho chúng ta biết đó là giáo lý Đức Thầy, cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Vì vậy cho nên coi như là đồng đạo mới đem so sánh cái trái nào là cái trái chua, trái nào là cái trái ngọt. Trái chua tất nhiên là ở đây muốn nói coi như là Đức Thầy ra đời có nhiều cái đạo, chứ không phải là một tôn giáo hay là một cái giáo pháp hay là một cái phương cách để cho chúng ta hành trì. Mà ở nơi đây coi như là Đức Thầy ra đời là một tôn giáo, và bên cạnh của Đức Thầy cũng không biết bao nhiêu coi như là những cái đạo ra đời, chứ không phải là một cái đạo. Cô bác anh em dùng đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy cũng nói trong cái bài Viết Làng Mỹ Hội Đông này đó, Đức Thầy nói đó là hoàn cầu trái đất chuyển xoay, gớm ghê cho chúng, hơi thay muôn ngàn nè. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Phật nhân tạo quá một bầu, kẻ thanh người trượt mới hầu khác nhau. Thưa chưa quý vị, thì rõ ràng coi như Đức Thầy ra đời, Đức Thầy cho chúng ta biết hoàn cầu trái đất diễn xây gớm ghê cho chúng, hơi thay muôn ngàn ngày nay đạo đức tất nhiên là trái ngọt nè, chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, tất nhiên là khó mà coi như là tìm được cái trái ngọt này. Quá cái này dùng đạo. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta đó là tu hành, chúng ta tìm nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý, nhìn Phật giáo mà tìm ra lý câu tại sao ta phải tu hành. Vì yêu chân ta kể ngọn ngành thiên lên thứ làm lành mà tránh. Vì vậy cho nên bây giờ quý vị mình được biết bây giờ trái chua bây giờ đó hen là khắp cả các nơi, chỗ nào cũng có, nơi nào cũng có hết, phải không? Thôi chứ quý vị có không? Đức Thầy nói này, đạo với lý là từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ, tất nhiên bây giờ chỗ nào cũng có hết, cô bác anh em dừng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta chuyên may hạnh ngộ gặp được giáo lý Đức Thầy là trái ngọt, gặp được giáo lý Đức Thầy là con đường giải thoát mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là vô vi chánh đạo. Hỡi người ơi, cô bác anh em dừng đạo. Còn bên cạnh đó là thời tiết tốt mùa màng được trúng, tu gặp đường đạo chánh màu nền, quá mê đời diệt đạo bỏ quên tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta gặp được đạo chánh rồi, là con đường đạo rồi, là đạo chánh là cái trái ngọt. Còn bây giờ hàng ngày chúng ta đó là bên cạnh, bên này mời bên kia kêu đó hen, còn là cái trái chua con quá quá cái này nhiều đạo. Mà hãy trái chua ăn vô tất nhiên là sốt ruột, mà hãy sốt ruột đó thì làm sao giờ? Thì Đức Thầy nói thôi, giờ nếu mà ai có lỡ ăn trái chua mà bị sốt ruột thì kiếm trái ngọt vô. Chỗ nào Đức Thầy nói xót lòng, ăn trái chua vô thì nó xót, phải không? Thì bây giờ xót lòng phải cậy nước ma ha, là kiếm nước ngọt vô uống vô liền, phải không? Là cái như là đạo của Thầy, xót lòng cậy nước ma ha, hớp vô ba hớp ắt là lặng tâm liền, phải không anh em dân đạo? Hớp vô ba hớp tất nhiên là hớp vô ba hớp là trái ngọt liền. Hớp vô ba hớp tất nhiên ở đây tất nhiên là giới định huệ đó. Tất nhiên là bây giờ chúng ta phải hớp vô ba hớp đó là chúng ta mới được lặng tâm, cô bác anh em dùng đạo. Mà ma ha tất nhiên là đại đạo, mà đại đạo ma ha tất nhiên là Nam Mô A Di Đà Phật đó. Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy cho chúng ta biết cái hen là xót lòng cậy nước ma ha, hay là biết khôn tìm kiếm ma ha thì một câu lục tự nhà nhà bình an cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, cô bác anh em dùng đạo. Đó là trái ngọt, cô bác anh em dùng đạo. Đó là bây giờ trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình, tất nhiên bây giờ đến giai đoạn này mà không mua bây giờ còn đổ thừa ai nữa, cô bác anh em dùng đạo, phải không? Mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm, dễ thời kỳ khó gặp đặng ta, là không mua bởi mình, tại mình chứ tại ai nữa giờ. Và chỗ khác Đức Thầy nó cũng tại mình, tại mình nhiều chỗ, nhiều chỗ tại mình không chịu mua, phải không? Tại mình sao bây giờ Đức Thầy nó tại mình, tại mình đây Đức Thầy nói là nếu không tu thì chừng khổ cũng ứng. À, đừng có trách sẽ không chỉ bảo, cũng tại mình nữa, phải không? Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là nếu như mà không chịu tu sao cũng đừng trách Phật tiên sao không chỉ bảo, tất nhiên ở đây là tại mình, phải không? Như vậy là tại mình không chịu mua, tại mình không chịu tu thôi. Ngày nay chim đã gặp cành rồi, chẳng lo đậu lại, cho rành gió mưa, tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, thấy không? Mặt ai dầm xỉm sớm chưa chẳng mà, tất nhiên cũng tại mình nữa. Như vậy là tại mình đó là sao? Thôi bây giờ trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt rồi, gặp được giáo lý Đức Thầy rồi mà không chịu tu nữa thì tại mình. Tại mình sao đây hả đồng đạo? Và hậu chung tất cả chứ quý vị, tại mình mà tại mình sao đây hả? Bây giờ tại mình cái thứ nhất, tại mình sao? Tại mình chẳng chịu tu, mãi còn lục thục, sao tại mình nè? Lo giàu nghèo,
lo cũng chẳng gần, không? Tất nhiên là tại mình coi như là không chịu tu mãi còn lục thục mà coi như là lo trên lỗi rồi. Bây giờ tại mình chứ tại hai vợ phải không? Rồi bây giờ tại mình cái thứ hai tại mình sao nữa? Tại mình trong khi đó là không niềm tin đối với giáo lý Đức Thầy, cô bác, anh em chứ đồng đạo, đúng không? Không niềm tin, mà không niềm tin tất nhiên là không giác ngộ tu hành được. Vì vậy cho nên Đức Thầy nói đạo lành sao lại chẳng tin. Rõ ràng đạo lành sao lại chẳng tin, dù cho thông thái cũng dình cốt xưa. Cái này tại mình nữa rồi, không? Đạo lành sao lại chẳng tin, dù cho thông thái cũng dình cốt xưa, nở đâu lại dài bừa đồng lộ cũng có ngày thượng đế xuống trận. Cũng tại mình nữa, phải không? Rồi bây giờ coi như là bây giờ trái ngọt không mua tại mình. Tất nhiên đến giai đoạn sau đó cô bác anh em trong đạo, đến chừng khi mà Đức Thầy trở về, chúng ta lo danh lợi, không chịu lo tu, không chịu cúng lại, không chịu ăn chay, không chịu niệm Phật. Đến chừng đó sau Thầy trở lại rồi, bắt đầu trong khi đó chúng ta sẽ được gặp Thầy. Mà đã được gặp Thầy rồi, bắt đầu trong khi đó chúng ta than với Thầy đủ cách chân. Đức Thầy nói tại mình nữa. Tại mình chỗ nào? Đức Thầy nói đây, Đức Thầy cho chúng ta biết đó, là để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về, mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi áp đức nên không ai cứu, tại mình nữa nên chúng ta bởi áp đức nên không ai cứu nè. Tất nhiên là mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi áp đức nên không ai cứu là tại mình chứ tại ai vậy? Tại mình không tu làm sao Thầy cứu mình được, phải không Tư Hoàng? Cho nên bây giờ nếu như mà chúng ta muốn được Đức Thầy cứu là không phải tại mình, không đổ tại ai hết, không đổ lỗi tại người nào hết, không đổ lỗi tại ông trời nữa. Có nhiều khi chuyện gì xảy ra đến rồi thì hắn đến đổ thừa ông trời không à? Các anh em trong đạo nấu cho nó vui vui cái người ta có cái bài ca nó không phải tại anh, không cũng không phải tại em, tại ông trời. Mà thở đời nay cái chuyện của mình mà cũng đổ thừa ông trời như thế. Quý vị mình thấy không? Còn sau này mình tu mà không hoàn thành có như là trách nhiệm tu học được ngon lành, mà đến chừng đó rồi đổ thừa tại ông trời, không phải dễ nghe, tại mình, đúng không? Tại mình, tại mình đâu mà chứ không có gì chân. Tại mình không có chịu tu cho nên sau này chịu khổ của bác anh em dùng đạo. Vì bây giờ nếu mà không muốn tại mình thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Muốn không tại mình thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đó là há kêu bớt kẻ giàu sang, ráng lo làm phước, làm do mới là đến lâm cảnh khổ. Có ta với lệnh Phật Bà cứu vớt dùm cho là không phải tại mình. Còn nếu mà không muốn tại mình nữa thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Dương trần nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên được, phải không? Tại mới cũng nói tại mình thôi. Giờ muốn không tại mình nữa thì bây giờ chúng ta phải cố gắng, phải cố gắng lo tu, phải cố gắng hành đạo, và phải cố gắng như là mua đi cái trái ngọt của bác anh em dân đạo. Bây giờ trái ngọt không mua tại mình, bây giờ hiện tại giờ gặp giáo lý Đức Thầy mà chúng ta không chịu lo hành đạo thì bây giờ không đổ thừa tại ai hết, cô bác anh em vợ, thì tại mình chứ tại ai vợ, phải không? Cho nên Đức Thầy mới xác định cho chúng ta qua câu đó là gặp giảng kinh chồng cứ làm ngơ, phải không? Chồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm lòng ấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, bởi chữ tâm mà quỷ hai ma tiên hai Phật cũng là tại nó. Tại mình không, tại mình tạo ra rồi, Đức Thừa ai dở không? Thôi vậy từ đây trở về sau quý vị coi như là theo ngũ thừa Phật giáo, từ coi như là Phật thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, Thinh Văn thừa, rồi Nhân thừa. Cái này quý vị tu được, đừng tu theo cái thừa thứ sáu là đổ thừa. Đừng đổ thừa tại ai trên trời á, mà tại mình không hả, chứ có tại ai trên trời á. Vậy thì quý vị chấp nhận vỗ tay vậy là không có tu theo cái thừa thứ sáu này nữa nghe, không có đổ thừa nữa. Mà bây giờ chúng ta phải quyết định, tất nhiên là tự chính mình, là chúng ta tự phải tu của bác anh em dân đạo là mình mới giải thoát được, phải không? Còn mình không tu tất nhiên là không có giải thoát được. Vậy thì nếu như chúng ta quyết định được như vậy thì bây giờ dầu cho gian nan, dầu cho khổ khó, dầu cho cam go, dầu cho thử thách hoàn cảnh cách mấy đi chăng nữa, tu cao cả tháng tu đừng chán, tu cho nên kể tháng kể năm trên đường tu phải chung thủy nhất tâm sám thác quyết tu tầm cho đến Phật. Có nghĩa là tu cả cuộc đời của mình, có thiện căn sớm tại cửa thiền câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, đó là chúng ta tu hết kiếp. Mà muốn được như vậy là chúng ta cần phải cố gắng dù cho lăn lóc, ráng kiên trì
kiên tinh mà chịu lúc nặng tay, dẫu có gian nan và chớ này vàng đá bao quen cơn nước lửa, chị thao lắm chuyện lúc non hài, bình gian chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bởi thiệt hai thiên địa tuần hoàn, gom một mối phàm trần giản kiếp kiến bồng lai cho hết anh em trường đạo là không còn tay mình nữa nghe. Từ đây trở về sau không có tại mình, gắn công phu sám hối, gắn tu tập nào, từ đó trở về sau đó là được ân trên gia độ cho mình, tập cho mình bơi lội thật hay mới có thể giết người chìm đắm heo, ngày đêm phải tự mình suy gẫm ngăn gió trần cho lạnh sống tâm mới được. Cô bác anh em chân đạo thôi thì suốt trên dưới gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi trao đổi giáo lý cũng như đồng đạo Úc Đàn, hôm nay chương trình trao đổi giáo lý này vào ngày rằm tháng giêng cũng gọi là thiên băng tứ phước, thì thiên quan tứ phước, thì nếu như quý vị ủng hộ giáo lý chúng tôi trao đổi, mà nếu có điều chi có phước duyên công đức, chúng tôi cũng xin đề nghị chung tất cả đồng đạo của chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà thánh thanh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, và cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hương linh người quá giảng là đấng thân của đồng đạo năm ấu hôm nay được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cội Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ở trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân khỏe và tâm an, và trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và sống trên đời không gì bằng tinh tấn là trí tuệ của đời ta, và sống điêu linh trong kiếp sống ta bà chỉ tinh tấn là vượt qua khổ hại. Và chúc quý vị nghe, chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này tích tâm sư trở lại tất cả chư quý vị mình sẽ có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta sẽ được gặp thầy trong ngày long qua đại hội tân dân thánh đức. Xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị, nam mô a di đà phật.